Giang chào cô chú anh chị mình nha. Hôm nay Giang có mặt ở tại Rạn Lớn cùng với anh em ở Đồng Tháp đi câu cá biển nha cả nhà. Câu cá biển nhẫn con cá to và nhẫn con cá bự nha. Hiện tại thì Giang sáng cũng tranh thủ đi mua được khoảng 1 ký mấy 2 ký mực này cả nhà. Đây là mực ống vẫn còn nưa luôn nha. Mình mới câu được mới đạt được nhẫn con cá bự. Rồi mời cô chú anh chị mình cùng đón xem thành quả của Giang câu ngày hôm nay nha. Rồi chào cả nhà nhé. Giật giật cá ăn cả nhà ơi, chú đang giật luôn rồi dính cá luôn đó 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 đó, đó, đó có lý á. Đồng Tháp này cả nhà, chú này Đồng Tháp nha. Đó em nó nhảy đấy, cứ kéo lên kéo lên. Đây này cả nhà, tại do em nó cầm cái cam mà vừa cầm giỏ dây con cá nên hơi chặt, cả nhà thông cảm nha. Rồi lột nón ra chào khán giả luôn chú ơi, Đồng Tháp nha cả nhà. Rồi rồi cá ăn luôn cả nhà, giật luôn chú, rồi dính luôn. U hay gì, ủa cá đó mới vụt hay gì đó. Đây là kia kia cả nhà, đó 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 đó. U đừng có la quá nó ra hì hì. Được 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 rồi, được rồi, được rồi. Gặp hạ anh câu xuống đi chú, nắm dây kéo lên. Rồi chú cứ kéo đi, cháu phụ cho. Cái mạnh mạnh lên đi, cá này không vuột đâu. Ê, cái đường gói bỏ dưới ra. Đây nữa nè cả nhà. Làm liên tục luôn cả nha. Trời ơi. Mèo quá, không mà nó không vuột nổi đâu. Đồng Tháp nữa nha cả nhà. Hai đường hai con luôn cả nhà. Ăn cái một tống hai con luôn. Bên Giang cũng tống hai cái mà đều bị vuột cả. Còn bên chú đó thì hai cái đều dính hết. Chú đó thật hên thiệt. Hai con liên tục luôn. Quá xa đã. Đó đó. Thảy lên đi. Thật là may mắn. Còn Giang thì đang gần gần câu nè. Gần câu của Giang cầm như vậy á cả nhà. Mình nó lại nó ghi thôi mà không sóc lử. Còn chú này cầm đó, đó. Cầm đường dây nữa mà giật cũng không sóc lử nữa. Còn em hồi trước thì đã bị vuột rồi. Cá ăn ngay cả nhà, cá ăn ngay cả nhà. Chơi rồi, anh chơi rồi. Dơ dơ câu ngang ngang ra anh cho cả nhà cùng xem luôn. Đó, dơ câu ra cho cá nó đừng lặn vô. Yến quay ra. Đồng Tháp nha cả nhà. Anh em ra cùng trải nghiệm câu cá biển cùng với Giang nha. Rồi. Còn nó nhảy thôi. Nhảy thôi. Cá lớn. Dần câu ngang ra cho cá nó đi vô trong á. Dần câu ngang. Còn. Rồi sảy rồi, uổng ghê luôn. Rồi. Khoan, đừng lên nữa, đừng lên. Sảy rồi. Sảy rồi. Luôn cả nhà. Rồi, kéo đều tay vô. Rồi phăng lên. Chú này cũng sát cá lắm cả nhà. Ổng câu sớm giờ là dính liên tục ba con luôn rồi đó. Còn Giang thì chỉ cắn ăn thôi mà không dính. Đây, lên kìa. Rồi, gọn gọn để không gói nha chứ. Rồi, đây, mình coi cá luôn nha. Con cá này cũng không bự nhỏ cả nha. Chừng nửa kilo à. Cá nhỏ. Đây, đây là cái cách bắt cá của Giang này. Rồi. Đó cả nha. Giang thì dính cá thì nắm, chỉ cần nắm dở lên này là gì là xong rồi. Khoan ạ, đừng cho nó ra vô ấy, cầm chắc nha. Tuy nhỏ mà kệ cũng được đi. Kệ có hay không. Rồi. Nè nè cá, nè cá nè. Giật. Rồi, chơi, quắng luôn. Giờ câu ngang ngoài, kia ngang ngoài. Còn không? Rồi, còn nãy không? Luôn ngay
con rồi. Con nặng. Sao thấy nhẹ quá vậy? Rồi nhẹ là rồi luôn rồi anh ơi. Trời ơi, con vậy là vô rồi. Vậy là vô luôn rồi. Rồi nè. Sau một hồi đi câu thì bây giờ trời cũng đã nắng quá rồi cả nhà. Bây giờ mấy anh em mới xúm nhau xuống biển để mà khám phá thêm ở biển Hòn Sơn và lặn ngắm san hô được luôn. Mát mát rồi về nhà trọ cho thoải mái. Đây là quá trình đi câu không. Để em ghi thành quả đi câu ngày hôm nay cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Chị không bơi luôn? Bơi luôn đi cho mát chị. Đây là thành quả của ngày hôm nay là cô chú anh chị. Hiện tại giờ trong thùng này 3 con. Bữa nay ghe câu cũng được 4 con.